Xin chào các bạn. Thì trong video này thì chúng ta sẽ đến một sai lầm nữa khi mà chúng ta thay cái vô cùng bé tương đương. Vâng, có lẽ thì tất cả các bạn cũng đã rất là quen thuộc với cả cái câu giới hạn lim của tăng x trên x tất cả mũ 1 trên x bình mà khi mấy tiền hay không. Thì đây là một câu giới hạn mà cũng thuộc loại kinh điển và mà chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều các tài liệu hay là giáo trình. Thì đã bao giờ các bạn tự hỏi là đối với cái giới hạn này, khi mà chúng ta thay cái vô cùng mé tương đương tăng x tương đương x vào thì chúng ta lại ra được cái kết quả nó bị sai không? Mặc dù cái phép thay tương đương của chúng ta thì đều thỏa mãn cái việc chúng ta thay vào trong các cái biểu thức ở dạng tích hoặc là thương. Khi mà chúng ta thay cái vô cùng bé tương đương tăng x tương đương x vào thì chúng ta sẽ thu được cái giới hạn lúc này sẽ là lim của x trên x. Tất cả mỗi một trên x bình khi mấy x tiền đến không Và kết quả của giới hạn này nó sẽ bằng một Nhưng tuy nhiên thì đây lại không phải là cái kết quả đúng của cái câu giới hạn này. Tại sao lại như vậy các bạn nhỉ? Tại sao mà chúng ta áp dụng đúng cái quy tắc thay Nhưng tuy nhiên thì kết quả nó lại sai như vậy Vâng chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay sau đây Đầu tiên thì chúng ta biết được là một mũ bao nhiêu cũng sẽ bằng một vâng, Chúng ta có được là một bình phương cũng sẽ bằng một Hay như là một mũ 69 thì rõ ràng cũng sẽ bằng một Hay thậm chí số mũ to hơn như thế là một mũ 365 Thì các bạn cũng sẽ thấy nó đều bằng một cả Đó. Nhưng tuy nhiên thì các bạn cũng phải hiểu được cái bản chất của cái phép lấy tương đương thì nó chính là cái phép lấy sấp xỉ, tức là tăng x thì nó sẽ không bằng x mà tăng x nó sấp xỉ bằng x. thì điều này dẫn đến là tăng x chia x thì nó sấp xỉ bằng một. ta sẽ thử lấy một số cái con số sấp xỉ bằng một để lũy thừa lên xem kết quả sẽ như thế nào. đầu tiên thì chúng ta lấy một một thì nó sấp xỉ bằng một. khi mà chúng ta bình phương lên thì kết quả sẽ là một phẩy một. kết quả này thì chúng ta có thể cho sấp xỉ bằng một được. Đó. nhưng tuy nhiên nếu mà chúng ta lấy cái số mũ to hơn thì chúng ta sẽ có kết quả rất bất ngờ. Là 1,01 tất cả mũ 365 thì nó ra được xấp xỉ bằng 37,78. Con số này thì lớn hơn một rất nhiều. Hay như chúng ta lấy 0,99, chúng ta bình phương lên, thì kết quả chúng ta thu được là 0,9801. Thì con số này thì tạm có thể lấy xấp xỉ bằng 1. Nhưng tuy nhiên nếu chúng ta lấy số mũ to hơn như thế là 365, thì chúng ta cũng thu được kết quả rất bất ngờ. Thì nó xấp xỉ bằng 0,255. Mà con số này thì các bạn có thể thấy là nó cũng gần gần bằng 0. Và nó sẽ sai lệch hơn số 1 rất nhiều. Như vậy thì ba phép lũy thừa này nó cho biết điều gì? Ở khi này thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta thay tương đương các vô cùng bé vào trong các biểu thức với lũy thừa hữu hạn hoặc vào trong các biểu thức mà với hữu hạn các phép nhân thì chúng ta có thể thấy là cái sai số nó sẽ không đáng kể. Phép lấy tương đương vẫn sẽ cho ra kết quả nó chính xác. Nhưng tuy nhiên nếu chúng ta thay tương đương các vô cùng bé vào trong cái lũy thừa với cái cơ số vô hạn thì chúng ta có thể thấy là cái cơ số vô hạn nó sẽ khuếch đại cái sai số lên và cái kết quả chúng ta thu được có thể nó sẽ bị sai lệch rất lớn. Như vậy đối với cả cái câu tích phân có dạng một mũ vô cùng thì đầu tiên trước khi mà chúng ta sử dụng cái, đến cái phương pháp vô cùng bé tương đương thì chúng ta phải xử lý nó trước bằng những cái quy tắc như là, là quy tắc logarit hóa hoặc là sử dụng cái số mũ hóa đưa nó về dưới dạng là mu nếu mà chúng ta có một cái giới hạn uh, lim của u mũ v khi mà x tiến đến không uh, dạng vô định của giới hạn này là một mũ vô cùng uh, tức là khi um, x tiến đến x không thì uh, u tiến đến một và v tiến đến vô cùng thì cái này thì chúng ta có thể sử dụng đến các quy tắc tính đối với uh, những cái giới hạn mà có dạng vô định là một mũ vô cùng như sau lim của um, u mũ v khi x tiến đến x không thì lúc này nó sẽ bằng e mũ lim của v nhân với cả u trừ một khi x tiến đến không vâng cảm ơn các bạn đã xem video các bạn hãy like share và subscribe để xem nhiều video hơn trên Eureka Uni các bạn nhé.